lên nó đúng sẽ bị rồi, nó sưng 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 lên. lên. Ờ Xong hồi nó mất nhưng mà nó vẫn bị đúng rồi, sưng. nó bị mọt, nó mất. Trời, khá chị bị nhiều mà. Nhưng mà em tiêm vaccine xong em bị. Đấy hả? Ừ. Tối nay em đi khám cái đó đây. Mà mụn này là tiêm vaccine xong bị hay là sao? Dạ đúng rồi, trước đây không có mụn. Là bác sĩ tư vấn online hả? Dạ. Quay đường có thấy cả mặt em nha anh. Không thấy, Ừ. thấy đúng một cục chỗ mụn luôn á. Ừ. Như khi giờ nhìn lại không biết đây đấy là ai luôn á, yên tâm. Này em nhìn thấy luôn á, chị Hoa chị đi từ từ thôi, chị Hoa em đi em vớt em kêu đó. Nghe mà chơi đi. À, bà nhìn vào đấy. Không xài nên nó có bị đẩy mụn lên thêm không? Dạ có, nó đẩy thêm á chị. Được, có nói bác sĩ không? Ông mà sao? Bảo là nó phải đẩy thế này nó mới hết được. Tại vì em xài cả BHA nữa. Giống cái bạn bên kia ghê luôn. Y chang luôn. Retinol BHA. À quên, retinol với BHA. Cái da con trai mà mỏng dính luôn ạ. Nó to gì? Không phải đâu. Nó có thêm cái viền bảy màu nữa. Thêm hồi chóng hết cả mặt thì có cái gì. Nhìn thêm khoảng 1 tháng, 2 tháng là em bỏ đi cái vụ luôn. Mặt lẹ.
mắt. Cái gì? Hả? Cái gì? Vậy hay sáng không? Sáng. Sáng hả? Đủ thấy luôn hả? Ừ. Mày không thấy gì anh? Tối à? Như là quay là tối á hả? Đúng vậy. Thì làm cho nó sáng đi. Đừng nói than gì. Xoay xoay lại xíu hả? Xoay cái tay á hả? Xoay cái đèn nhưng không chỉ là chị like nữa. Sát vậy sao chị cúi vô? Không muốn cãi nhau đâu nha. Mà này khó lấy thật luôn đó trời. Đụng bên này bên kia nó sưng chù dù rồi. Không thấy đường nào mà lấy luôn đấy. Ui dạ. Ôi chào ơi. Không sao đâu. Nó trượt cái bông.
hết ở dưới. Ở bên nó làm cái gì bên này? Muốn sai cái gì cũng không được luôn á.
lên cái vùng mép. Đau chết luôn. Này giờ là còn gồng được đúng không? Mụn chai hết rồi. Cái này về mà nó lên là mụn nó trắng kệ nó nha. Nó không lên nó không ra luôn á. Đau quá. Khóc luôn đó trời.